em mua xúc xích cho chị đi em ơi. Vâng. Xúc xích bán như thế nào đấy chị? 5.000 một cái. 5.000 một cái à? Em thấy đằng kia người ta bán 10.000 một cái cơ. Bán cho em 10.000 một cái nhá. Không, phải đúng 5.000 một cái chị mới bán. Thôi hay là chị bán cho em 10.000 một cái đi. Không, chị bán 5.000 một cái thôi. Vâng, thế thì chị bán cho em 2 cái 10.000. Chị chỉ bán 5.000 một cái thôi, chứ chị không bán 10.000 hai cái đâu. Ồ, thế thì chị bán cho em 10 cái 50.000 luôn đi. Đã bảo rồi, chỉ bán 5.000 một cái thôi, chứ không phải như thế. Vâng. À, thế thì đây. Cho em một cái. Một cái nữa. Cái nữa. Đây trả chị. Đây. Đây. Em mua nữa. Rồi em xin nhá. Ở bên này em nhá. Vâng, em chào chị. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ui, hôm nay bán được nhiều hàng thế. Bán hết hàng rồi, đi về đi. Đấy, quên lấy giấy. Cái này 5.000 một cái em ơi. Thế 3.000 có bán không chị ơi? Không biết ơi. Thế 4.000 chị có bán không? Đây bảo 5.000 mà cả nhiều thế. Chị không bán thì thôi. 5.000 thì em mua 5.000. Có mỗi 5.000 mà cả lên mà cả xuống.